Musk nói về tấm ảnh Elon Musk nhì trên Twitter. Hóa ra đây chỉ là tấm ảnh do AI Midjourney làm giả. Phản hồi lại hình ảnh này, CEO Tesla đùa rằng mình đã uống quá nhiều thuốc trẻ hóa. Ảnh chụp những người nổi tiếng nhưng được tạo lập từ AI là một xu hướng mới nổi của người dùng Twitter. Trong đó, tỷ phú Elon Musk là một trong những nhân vật thường được làm giả nhiều nhất. Một tấm ảnh chụp CEO Tesla thời thơ ấu đã làm dậy sóng Twitter, nhận được hơn 4,5 triệu lượt xem. Trong tấm ảnh, Elon Musk nhí có bộ tóc nâu, vuốt keo bóng bẩy và mặc sơ mi trắng kẽm yếm nâu. Xu hướng ảnh AI mô phỏng người nổi tiếng tràn ngập Twitter. Tài khoản đăng tấm ảnh kèm lời chú thích, tin sốc, Elon Musk đang nghiên cứu về công nghệ cải lão hoàn đồng nhưng đã mất kiểm soát. Đúng là hình như tôi đã đi quá giới hạn mất rồi, Elon Musk trả lời một cách hài hước bên dưới phần bình luận. Theo Business Insider, hiện vẫn chưa rõ tấm ảnh này xuất phát từ đâu, nhưng xu hướng dùng các công cụ trí tuệ nhân tạo như Midjourney, Stable Diffusion và DLLE đang tràn ngập Twitter. Chuyên gia AI Henry Eder tại Reality Lab của Meta cho rằng những hình ảnh được Midjourney tạo lập thường có phong cách rất tiêu chuẩn với làn da mịn màng, sáng bóng và vẻ ngoài bóng bẩy. Trải chuốt. Một tài khoản khác có tên Elon Musk Kids thường xuyên đăng tải ảnh Elon Musk thời bé và cảnh báo trước ở phần giới thiệu tài khoản là 100% tấm ảnh đều do AI tạo ra. Hồi tháng 5, những tấm ảnh Elon Musk hôn một cô nàng robot đã được lan truyền rộng rãi. Chủ nhân tấm ảnh là người dùng Daniel Marvin, có gần 1 triệu người theo dõi trên Twitter. Trong bài đăng, Marvin nói rằng Elon Musk đã công bố người vợ tương lai được sáng tạo bởi trí tuệ nhân tạo. Có tên là Canila, cô nàng này được giới thiệu là robot đầu tiên gia công theo kỹ thuật đặc biệt để phù hợp với trí tuệ nhân tạo. Cô robot có tính cách và những phẩm chất mà Elon Musk luôn mong muốn ở một người phụ nữ, khó tìm thấy ở người bình thường. Canila hoạt động theo năng lượng mặt trời, không cần sạc pin. Cô người máy cũng có các giác quan nên có thể vui, buồn, tương tác như người bình thường. Daniel Marvin khẳng định đây chỉ là tấm ảnh được tạo ra bằng AI và được đăng tải nhằm mục đích cảnh giác người dùng về rủi ro công nghệ này mang lại. Trang fact-checkful fact sau đó đã kiểm chứng tấm ảnh và xác định đây chỉ là ảnh giả. Elon Musk không phải là người nổi tiếng duy nhất bị AI bắt chước. Full fact cho biết có rất nhiều tấm ảnh Elon Musk chụp cùng cô vợ robot có dấu hiệu nhúng tay của AI. Nếu nhìn kỹ vào các tấm ảnh này, bạn sẽ phát hiện ra một số điểm bất thường rất rõ ràng trong đôi tay và khuôn mặt của họ, trang fact-check cho biết. Một tấm ảnh giả bằng AI khác được chia sẻ trên Twitter cũng được Elon Musk chú ý. Trong tấm ảnh, ông mặc đồ cưới của chú rể Ấn Độ. Tấm ảnh được tạo bằng AI Midjourney. Tôi rất thích tấm ảnh này, Elon Musk bình luận ở phía dưới bài đăng. Theo Business Insider, Elon Musk không phải là người nổi tiếng duy nhất bị AI tạo lập video mạo danh. Hồi tháng 3, nhà sáng lập tổ chức điều tra độc lập Bellingcat Geocaching chia sẻ trên Twitter cá nhân một số bức ảnh do AI tạo ra, mô phỏng khoảnh khắc cựu Tổng thống Donald Trump bị cảnh sát bắt giữ, kèm tiêu đề tạo ra bức ảnh ông Trump bị bắt trong khi chờ ông Trump bị bắt. Khi chia sẻ ảnh cựu Tổng thống Trump bị bắt trên Twitter, ông Higgin đã nói rõ các bức ảnh là giả. Nhưng hệ quả mà những bức ảnh tạo ra lan truyền khắp các nền tảng mạng xã hội cho thấy khả năng tạo ra những bức ảnh giả mạo giống như thật với số lượng lớn đã đạt được bước tiến đột phá. Chuyên gia AI Henry Eder cảnh báo rằng những tấm ảnh giả mạo đang rút cạn niềm tin của công chúng đối với truyền thông và khó điều hướng, sự thật hơn trước.